khu vực này thì nào, quê đẹp quê tí nữa quay lại ra đây nói chuyện tí ra. Nhưng là 2 tê vừa bán 2,5 triệu đây. À bán rồi à? Bên dưới chứ. 2 lt. Bán cho ai đấy? Bán cho nào thế? Ngoài bên chợ đầu mối đấy. À chưa chở đi à? Thôi, đi trái chợ đã. Bán rồi thôi. Mấy cả nhớ người ta nghệ thuật ghê nhỉ? Đâu ấy 600 á? Hả? 400 đi. 600 đấy. Ông mua trăm đầu trên Long Trùng rồi. Hoàng Hoa Thám về sau nó bán đắt vào đây thì lại chỉ có 450 đó. 400 thôi. Đấy. Hôm xong cuối cùng vì cái chậu này là mình nên chửi nhau nó. Ai đồng chửi nào? Ta đi buôn mình mua đắt quá. Không, nhưng mà mình mua đói quả tốt phải ăn. Đại bán được chưa? Ông còn là tao vào kia cho họ. Ông còn mấy cái này nữa à, đúng không? Cái này. Chỉ có vài cái này đây. Đây là cả cái này à? Ừ. Chở cái to quá nhỉ. Như là móng nhỉ, giống ấy nhỉ. Quê. Em quay cho giám tỉnh ông bán cái này bao nhiêu tiền? Xin quê. Kiều ơi, mày về đi. Bán dâm rồi, chết. Rồi anh đang ngửi cái gai vừa khổ. Anh ơi, 3 giờ sáng rồi đã đi rồi, em bận này. 3 giờ sáng tôi sang để con ông tỉnh có thấy ai đâu. Em không đi ở đây, em đi làm việc với em. À thế á. Là bây giờ rảnh em chạy ra đây thăm quê đấy. Cái đầu anh tỉnh tí. Mấy tiền thế à? Cái đấy 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. 7,5 triệu. Quá rẻ. Thế đẹp quá. Long cuốn thủy luôn. Long cuốn thủy. Được long nhổ thủy. Long nhổ thủy. Đây đỏ chất đông gò đông gò ạ. Không ra cái nó mở răng. Đỏ chất đông. Đấy. Long vừa chở tiếp. Từ đâu chở đi đấy nhỉ. Giờ mình chở cái thùng quýt đi. Cái đá. 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 Cái được rút đi. Được, này cũng được. Này đỡ hòn cũng được. Chuyện mới quá. Sáng giờ chúng ta có sáng giờ có mỗi bông được mở hàng ở cái khu này. À thế. Kiện nào được cái 5 triệu rồi. À thế à? Ừ. Tưởng mang mỗi cái kia. Anh hút đi, em có cái gì? Mà anh đỏ mà. Mang được cái gì 5 triệu? Em có mang cây cái xanh thôi. Ừ, nó khôi 5 triệu là chắc khôi cũng được này. Đấy ông ơi. Nè. Không, tí đi. Tí kiểu giờ. Đấy, Long cuốn. 12 cuốn của ai đấy. Nhà nhất, từ cái chi kia đổ lại đúng không? Đấy, từ cái chi đấy. Cái chi là nhìn nó lạ lạ ấy nhỉ. Chi là bao tiền không? Chi 2 triệu rưỡi đó. Đấy, cây đẹp này tí nữa quay riêng. Cây ra sườn này anh. Hai đầu tuần này chỉ chú ra sườn đấy. Có việc gần đây. Đây mà xếp phải cây gì làm nào. May quá chả ông nào xếp cây à. Xếp bật kiếm tiền bố giờ dở như mình đâu cây cối. Xem bay lên đi cũng phải. Xếp mà chơi cây thì lại dễ. Chụp máu gì hết đấy. Đấy, mà bây giờ không chơi cây thì mình lại cứ tan dễ, cũng không biết. Đấy. Để cái này. Quay trở ra đây hất về là một cái khác. Đá trâu mà. Vừa mua 700. À kìa. Không lớn. Quay về anh giao giả 800 tao lại bảo. Đấy.
cộng tí tí thôi. Ngâm ngâm tí thôi thôi, mua khoảng thẳng 700 bây giờ nó đã kêu lỗ ở đây này. Thôi lấy lỗ làm lãi. Lấy lỗ làm lãi, cho lấy lỗ rồi lấy chỗ đi lại. Đấy. Thịt, phá cây à? Thịt luôn. Phá hết. Cái ông này không thì toàn cắt ra luôn. Cắt cắt tao vừa tao chỉnh lại, tao bỏ cả đá ra cơ mà. Sáng tao bán ra bán cho bọn Trung Anh. Tuyệt. Ui dồi. Anh ấy còn một đoạn này cắt đi rồi đẹp. Đừng, lấy xẹo, cắt vẫn cái này thôi. Cắt đây. Cắt vẫn cái tay một này thôi. Cắt được cái này, cắt đi ngoài này đi. Cắt ăn được cái này thôi này, cái em có thể cục này. Cái này đây. Vô lục cục này được. Cắt vào cái này mà. Cắt vào cái này được. Nhưng mà cắt lốt cả thằng này đi thì chưa được đẹp. Ôi nhiều ơi, mày còn mấy quạt cơ, mấy cho nó lệch một bên này. Khỏi cất này. Anh cứ bảo cho em 200, em cắt em giải anh cái này. 200 em giải anh cái này. Mình điên à, thì nó là không, ta nổ lắm chắc mà. Đấy, anh mua lỗ của người ta rồi thì anh lại bán lỗ lại đi. Ờ, không sao đâu. Anh cần gửi đến 10 con nước nha. Bán chịu được cũng mời, làm sao mua 700 sướng của bố. Đây này, hoa hậu đây này. Ừ. Đã ngạp sờ. Đây đấy. Ai đeo cao không nào bảo rộng chưa? Đẹp của lực này. Cái này hôm trước là bảo bao nhiêu anh nhỉ? Anh nhận tiền. Mới ra anh cây là bóng chưa ra? Có, đầy đủ hết. Đây cho chậu nhá. Rồi nhấc ra. Ôi, sao mà chậu. Kinh nhờ đấy. Lại làm cái nghệ thuật đấy. Cắt xong hôm nay bán rồi. Đẹp rồi. Và không cắt thì không ai lấy đâu. Nhiều lúc vẫn phải nuôi. Nhiều lúc hơn nhau ở cái đầu. Nhiều lúc không, nhiều lúc cái tay vẫn phải nuôi nhưng mà đi ra chợ là phải cắt. Hơn nhau ở cái đầu. Cắt đi là nó phi ra là càng nhanh được. Cứ bảo là để nuôi cho nó to, để cái to là cần nuôi to. Cái lúc mà nó vổng nó nuôi nhiều thứ rồi thì nó lại không kéo được mấy. Cái to là cần. Cứ cắt to ra nó nhiều mầm mở được xung quanh cái chỗ đấy nó lại to ra. Thì khi mình chia ra nhiều cấp này quá mà mình cắt thì nó lại lâu. Cái phút đầu tiên mà cắt nó lại phi mầm thở quanh đấy. Ngay. Đấy. Còn kia thành con. Dập gãi sau chuyển tay cành thế. Con này là nhanh. Mày biết vào đâu là nhiều người hỏi quá. Hả? Mày biết vào đâu là nhiều người hỏi quá. Tôi bảo 30, em lại gửi anh 20. Thế nào? Đi à? Đi à? Dạo này này, dạo này đi dở lại cứ taxi. À chơi với cành em 8. Vâng. Lấy của bà già thấy chiêu đã trả đồng nào đâu, cuộc đời toàn đi mua chịu ở đấy. Cứ lấy cái cưa của ông cưa mới sắc thế, lấy cưa mới của ông Quấn kia mà cắt đã bỏ đấy, đang mượn đây mình chọn không phải bóc hộp ra xong lại kéo cái này, kéo cái đồng xưa đấy lại được một cây nữa rồi, được một cây nữa rồi, xin rồi, xin này cho anh, cho vào cái chén ông đi cho cái này nhá, cho cái chén. Anh không cắt cái đoạn này không? Tất cả cái đoạn để cho cán bộ cắt hạt cái khẩu cho. Cắt cái khúc này thì cắt được. Cái này bây giờ cắt được sai. Cái này cường ngọc mà. Đây cường ngọc đây. Nó vừa tạo chân được vào cho ta phải chạy. Cường ngọc. Thắng mà. Thế là thắng rồi. Quân ngược. Thắng rồi đấy, tôi đã thắng. Đấy. Vừa bị bắn nổ cây lại vừa bị chửi chửi đẹp. Cười như nghiến ngọ. Chúng vay mình đẻ thịt đấy người giặt vay mình. Cái này đồ điền rồi nó biến nó quằn quại. 800 để ông 700 rồi.
vay mình cứ sáng rồi. Hãy đến Thắng và mua cây. Mình cho tiền mình rồi. Hãy đến Thắng và mua cây yên tâm là được mua bây giờ. Để em nói nhập vào. Bây giờ lại vay quay ngược lại mua lại 6 cộng. Đấy. Còn mình không làm. Mặt này gấu hơn mặt kia hay sao chứ? Khi quay mặt kia ra có khi gấu hơn đi. Chưa nhận mà. À vâng. Kệ em. Đây quay anh bán. Đi. Đi là thế nào? Bán anh kia này bán rồi. À sáng nay rồi. Đẹp, đẹp quá hốt. À rồi qua tay hai lần trong buổi sáng này đúng không? Đâu anh Thắng có cây nào buôn ngược nữa không? Đây, đây, đây. Ba con thích ngược con nào? Thích ngược con nào? Con nào cũng ngược đấy. Con nào cũng ngược. Dán này nhìn giống dán con mèo ở ấy lắm. Dán bó khuôn. Đây, bao tiền anh? Con giá đi cho anh em. Con này à? Phấn khởi. Con này lấy 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, còn cây kia? 8 triệu rưỡi. Đấy, đẹp. Móng, móng, móng. Hồn quê. Móng. Rồi. Móng này là móng có quả đấy. Móng thì có quả rồi. Con kia thì... kia 6 triệu. 6 triệu. Ngày xưa mà gần con móng này thì đắt tiền lắm đấy. Dân đan phượng ấy. Ôi, dân Hoài Đức đan phượng khổ tả của móng này đắt tích điển. Ngày xưa múc cái móng đắt lắm. Hoàng kim đấy. Riêng móng nó mua mấy dòng cơ. Móng được. Kiện của khách hy vọng ông anh bán được cho vui cho sôi động. Đất ở đây và điều kiện này có làm sao anh làm gặp nhỉ. Tí quay kia để còn báo giá nhá. Ông này là ông ngủ quên mất ở đây. Thiền nguyên tịch đấy 6 triệu 8 triệu. Mặt sau đặc trưng của móng cái bệ nó như này, đặc trưng của móng nó khá là sạch, nó bệ nó như này, sau nó sẽ đan vào nhau, nó ăn mắt lưới nó đã ăn vào nhau này. Đây là như này, nó sẽ đan vào nhau 5 tháng thôi. 5 tháng đi này, đi vào trong này đi xe, đi vào vào cái ngõ anh, mua đồ đâu, tiền xe, tiền xe, đấy, một số cây hôm nay ít cây, một đoàn cây chất lượng.